Ừ, Thầy trò chúng ta làm cái câu 2.2 Câu này trích trong đề thi lớp 10 chuyên hóa tại vùng tàu Câu 2 thì trị giá 2 điểm Riêng câu ý 2 này chúng ta có 1 điểm thôi Đây như sau Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ A Thu được CO2 và nước Tỷ khấu hơi của A so với mê tan là chẳng đó Điều cầu chúng ta là tìm công thức cấu tạo Của A biết rằng A đã dùng được bởi dung dịch nửa Ừm. Bước đầu tiên đây, bài toán này em đi tính tỷ, tỷ khối của a so với metan. Đây a, so với metan là CH4. MA CH4 của chúng ta là 16. Và theo đề cho là bằng 3,75. Từ đây em tính được MA. Đây 3,75. Em nhân cho 16. Ở đây mình tính được là bằng 60 g/mol. Chúng ta tính được mol của A là 3 chia 60. Bằng 0,05 mol. mol CO2. 2,24 chia 22,4. Đây bằng 0,1 mol mol nước 1,8 chia 18 bằng 0,1 mol. Bon. Như vậy đây mình gọi công thức của chất hữu cơ A là ch -H -O -Z. Chúng ta đi tác dụng với oxy để tạo ra CO2 cộng H2O. Ở đây chúng ta ghi dùng sơ đồ không cân bằng. Ở đây bạn sẽ đi bảo toàn C bảo toàn hát để tìm ra đi muốn tìm đầu xe bằng bám vào khối lượng mol là 60 ở toàn xe chúng ta có này mol của hỗn hợp là mol của hợp chất là 05 nhân cho x bằng mol xe 2 0,1 x ở đây chúng ta là bằng 2 0,05 nhân y bằng 2 nhân cho mol nước 0,1 tới đây mình sẽ ra y bằng bằng 4 khi đó mình có m lớn của C2H4 OZ bằng 12 x 2 cộng 4 cộng 16Z. Và theo đề cho ở đây nó là bằng 60. Từ đây em sẽ ra Z bằng 32 chiếm ta chia cho 2 thì bằng 2. Từ đây sẽ ra công thức phân tử là C2H4O2. Đó là điều thứ nhất. Nhưng điều cầu chúng ta là tìm công thức cấu tạo biết rằng A tác dụng với nào H. Thì nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất nó là gì? Nó là axit. Trường hợp thứ hai nó là ST. Axit thì, axit thì đây nó còn lại là CH3. ST thì H đứng đầu, CH3 đứng cuối cùng, hết. Bây giờ thầy sẽ chứng minh bằng hai phương trình nữa là xong. CH3COOH hcooch CH3 Chúng ta đi tác dụng với NaOH Như độ đúng nóng Đem ta tạo thành CH3 COONA Cộng cho H2O NaOH Như độ đúng nóng Lưu ý các bạn ở trên thầy ghi nhầm nha ở đây là nhiệt độ thôi. À, đây là nhiệt độ thường là được rồi. Este mới cần nhiệt độ đông đóng còn axit thì không cần. Được chưa? Và theo đánh giá của thầy về câu 2.2 này. Đây là một câu hỏi dễ và chúng ta nên lựa chọn nó làm đầu tiên vì nó khá là quen thuộc.